Bắt bài công thức chụp ảnh của team gái đẹp người ấy là ai, người yêu có thể chọn sai nhưng góc mặt nhất định phải đúng. Gần đây, một trong những địa điểm tề tựu nhiều gái đẹp nhất chính là chương trình Người ấy là ai mùa 3. Mà không chỉ nổi bần bật trên sâu, họ còn có sức hút rất lớn trên mạng xã hội. Điển hình là những cái tên quen thuộc như chàng Anna, Cara Phương, Kiều Ly Phạm, Huyền Thoại và Diễm Quỳnh. Mà tình ý một chút là thấy ngay, mỗi cô nàng này lại có một kiểu chụp ảnh khác nhau có người chăm chăm khoe body sexy, có người nhất quyết không chịu cười và cũng có người luôn sở hữu outfit xịn xò. Điểm chung duy nhất có lẽ là đã đẹp thì tạo dáng kiểu nào cũng đẹp thôi à. Diện đồ bắt chen, style chụp ảnh chuyển từ sexy quyến rũ sang cun cool ngầu hết nấc, như các bé 2K luôn chứ đâu đùa được. Phong cách kín đáo nhưng gái sinh tập 5, Cara Phương cũng có một kiểu chụp ảnh quen thuộc là tạo dáng cùng máy ảnh. Cô nàng luôn tận dụng phụ kiện, nếu không là máy ảnh thì cũng phải có cốc cà phê cho tay đỡ thừa thải trong các bức ảnh, nhìn cũng duyên hơn nữa. Thật khó để bắt gặp một bức ảnh cười tươi dạng dỡ trên trang cá nhân của Huyền Thoại. Gái sinh tập ba người ấy là ai? Nhưng thần thái khi để mặt lạnh của Huyền Thoại thì đúng là hết sảy con bà bảy. Từ ảnh selfie đến hình được chụp từ góc nghiêng đến chính diện, cô nàng đều không hề cười mà chỉ có đôi mắt hút hồn nhìn xoáy vào máy ảnh. Nhưng chính điều này lại làm nên thần thái sang chảnh, lạnh lùng mà rất nhiều chị em ao ước đấy chỉ là khách mời ở tập 2 nhưng chàng Anna cũng gây ấn tượng không nhỏ với khán giả người ấy là ai. Riêng trên mạng xã hội, những bức hình của cô nàng thu hút vì phong cách thời thượng và kiểu chụp sang chảnh như thả dáng bên xe ô tô, check-in view thành phố từ trên cao. Thỉnh thoảng, chàng Anna cũng đổi gió với background ngay trước cửa nhà. Và nhờ cách phối đồ và kiểu chụp hát máy từ dưới lên mà cô nàng đã ăn gian được khá khá khoản chiều cao đấy. Chọn sai người từ ngoài đời đến lên sâu nhưng Diễm Quỳnh lại chọn cực đúng kiểu chụp ảnh. Với góc nghiêng thần thánh, mũi cao thẳng tắp, chẳng có gì lạ khi cô nàng rất chăm chụp nghiêng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.